Hãy lưu lại trong Thầy lời Chúa. Hãy ở lại trong ta. Ai lưu lại trong ta và ta trong kẻ ấy thì nó sinh nhiều quả. Phúc cho ai nghe ta mà hằng ngày đợi chờ trước cửa nhà ta. Nếu các ngươi lưu lại trong ta và các lời của ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì các ngươi hãy xin và các ngươi sẽ thấy thành sự. Ai đến tìm ta từ buổi sớm sẽ gặp ta. Kẻ đến với ta, ta sẽ không đuổi ra ngoài. Kẻ cư ngụ trong Thầy nghiệm thấy Thầy vừa là vua, vừa là vương quốc bình an, mà không một thế lực nào ở trần gian có thể đem lại được. Đó chính là sự bình an trong chân lý, trật tự và tình thương. Con càng lưu lại trong Thầy, con càng lưu tâm tìm kiếm những cái cần để thực hiện ước mơ sâu thẳm của Thầy đã đặt trong con. André và Joan vừa gặp Thầy lần đầu đã hỏi: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem. Đó là câu Thầy đã trả lời, và họ đã đi theo Thầy. Con cũng vậy, hãy đến theo Thầy. Hãy ra khỏi con, hãy chiêm ngắm bằng tình yêu. Chính tình yêu sẽ làm tinh nhuệ trí hiểu và thâm sâu cái nhìn của con. Hãy đến cư ngụ tại nhà Thầy đã dọn cho con. Hãy lưu lại trong sự thông hiểu của Thầy. Hãy chiêm ngắm các tư tưởng Thầy và hiệp nhất với các ý tưởng của Thầy. Khi Thầy ở trên thập giá, người trộm lành xin Thầy: Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi Ngài về vương quốc của Ngài. Và Thầy cũng nói với con: Hãy nhớ tới Thầy khi con còn tại thế. Thầy muốn lớn lên trong con bằng việc con nhớ đến các tư tưởng của Thầy. Hãy đoán ra những vấn đề Thầy phải giải quyết, và con hãy âm thầm yêu mến đường lối huyền nhiệm của sự khôn ngoan Thầy. Hãy xem Thầy gạn lọc và đánh giá hoạt động của con người, dò thấu từng mảnh nhỏ của đức ái, đích thực, để nhận làm của riêng Thầy mà dâng lên Cha. Con hãy lưu lại trong trái tim Thầy. Hãy lắng nghe những tiếng đập từ đó phát ra. Hãy chia sẻ với Thầy nỗi chờ mong được nhiều tâm hồn cộng tác. Hãy chiêm ngắm lòng nhân hậu cực độ của Thầy. Con hãy thử cảm nghiệm trong con lòng khao khát hết mọi linh hồn của Thầy. Con hãy thử nghiệm lòng khao khát đón nhận mọi người con hoang đàng của Thầy và được thanh tẩy mọi tâm hồn tội lỗi. Con hãy hiểu rõ lo lắng của Thầy đối với nhiều người. Họ đã hữu ý lạm dụng các ân sủng của Thầy
và hiện giờ họ không nghe thấy thầy gọi họ nữa. Mắt họ nhắm lại trước những thực tại siêu nhiên. Ảo tưởng của kiêu ngạo đang ngăn cản, không cho họ thấy và hiểu được. Thời gian qua đi, và giờ định mệnh đời đời đang tới gần bên họ rồi. Thầy cần biết bao sự cộng tác vào ơn cứu chuộc nơi những tâm hồn ưu tuyển. Họ chấp nhận hiệp nhất những hy sinh của họ với hy tế của thầy, để làm biến đi lớp sơn kiêu ngạo đó, để thấm nhuần những tia tình thương và lòng nhân hậu của thầy vào tâm hồn anh chị em họ, những người đã dần dần khép kín trước ân sủng thầy. Mỗi ngày, số mệnh đời đời của hơn 200.000 người bị quyết định tùy trạng thái tâm hồn giữa lúc thần chết đến tìm họ. Con thử diễn lại thảm kịch đó xem. Một bên là hoàn toàn tôn trọng sự tự do của họ. Không có nó, con người không khác một con rối. Đằng khác lại chờ mong sự cộng tác xứng đáng của họ. Chính điều này cho phép thầy mang đến cho họ với tất cả tình thương, nhưng cũng với đức công bằng, ơn chiến thắng nhờ máu cứu chuộc của thầy. Hãy lưu lại trong quyền năng thầy. Con chưa tin đủ vào quyền năng thầy. Không có gì là không thể đối với thầy, và mọi sự đều có thể cho người ở trong thầy và hiệp thông vào sức mạnh thầy. Chính thầy là ơn cứu độ, là sự sống, là ánh sáng. Không do dự, con hãy kính múc từ kho là kính thầy. Không do dự, vì kẻ sợ sệt sẽ hụt chân và chìm xuống lúc thầy gọi họ. Khi đã là khách được mời của thầy, ở trong nhà thầy, người ta phải nhìn cao, ước muốn rộng và cho đi cách quảng đại cho mọi người, dứt khoát không từ chối. Con không thấy nhu cầu của con người thời đại sao? Con không đoán ra những nhu cầu của bao sinh mạng trên trái đất. Họ thiếu, trước hết là đấng duy nhất có thể cho họ ý nghĩa của cuộc sống, trong lao nhọc, trong khổ đau và trong cả niềm vui của họ sao? Thầy ở đây vừa tầm tay và vừa tầm tim họ. Thầy sẵn sàng nhập cuộc với họ, thanh tẩy họ, làm cho họ thêm phong phú. Và thầy phải chờ đợi họ, phải chứng kiến tất cả những gì họ lãng phí, tất cả những gì họ đánh mất khi họ đặt thầy ra bên lề, rồi cũng chẳng bận tâm đến thầy nữa. Ai cho họ biết sự hiện diện, tình bạn và quyền năng của thầy, nếu không phải những người sống trong thầy, hành động, dâng hiến, cầu nguyện nhân danh họ, kéo ơn thánh xuống trên họ để cứu họ? Thầy cần những linh hồn tin tưởng vào quyền năng thầy hơn dựa vào kỹ thuật của nhân loại để bắt đầu đời sống cầu nguyện. Nếu họ không được thánh thần ban sinh khí, họ sẽ không thể biến đổi sâu xa và chỉ tạo thêm ảo tưởng nuôi dưỡng tính kiêu ngạo. Kẻ lưu lại trong thầy sinh nhiều hoa trái. Thỉnh thoảng người ta mới nghĩ đến thầy, rất ít nếu so với sự hiếu khách của thầy. Thầy ban chính mình để liên kết linh hồn cách chặt chẽ hơn vào lời cầu của thầy, vào hiến tế tình yêu, hoạt động và quyền năng của thầy.
Con ở trong Thầy, con thuộc về Thầy. Con hãy hiểu rõ điều đó có nghĩa gì. Con chỉ có cái Thầy có. Con chỉ có thể bằng sức mạnh Thầy, chỉ hiện diện nhờ hiệp nhất với Thầy. Con càng kiên vững sự tự nguyện lệ thuộc vào Thầy, cuộc sống con càng có giá trị, càng ảnh hưởng tốt đẹp trong sự hiệp thông với các thánh, càng thực hiện ý Cha, càng phong phú cho đời này và cho vĩnh cửu. Ai muốn làm môn đệ Thầy? Lời Chúa. Nếu ai muốn làm môn đệ ta, thì hãy từ bỏ chính mình, hãy vác khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo ta. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Ngài phải tiến, còn tôi phải suy giảm. Vì đối với tôi, sống chính là Đức Kitô. Này là lệnh truyền của ta, các ngươi hãy yêu mến nhau như ta đã yêu mến các ngươi. Quả thật, ta bảo các ngươi, giá như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả. Vì nếu ai tưởng mình là gì mà kỳ thực là không, thì chỉ lừa gạt chính mình đó thôi. Thật tốt nếu con cảm nghiệm được giới hạn, sự nghèo hèn và khốn cùng của con. Không kiêu hãnh, hãy phó thác chính mình con cho Thầy. Không tự mãn, hãy sát nhập vào Thầy. Đó là điều kiện để Thầy lớn lên trong con như lòng mong ước. Hãy quảng đại từ bỏ tất cả những gì là con, của con và cho con. Mỗi ngày con hãy sống cho Thầy, với Thầy và trong Thầy hơn nữa. Chớ gì cái tôi của con tự tan biến trong cái tôi của Thầy. Nếu con muốn chu toàn sứ vụ của con là làm phát triển nhiệm thể Thầy, thì không gì của con mà lại không cho Thầy. Tại sao con đi tìm cái gì khác? Tất cả những cái khác chỉ là hư vô, ảo tưởng và cằn cỗi. Chính những cái từ bỏ nho nhỏ ấy lại giúp Thầy chiếm hữu dễ dàng. Thầy chỉ có thể đi sâu vào trong con khi cái tôi của con không đặt lại vấn đề, không đòi lại chỗ mà con muốn dành cho Thầy. Dù con không muốn, có khi cũng chẳng nghĩ tới nữa. Con đừng ngạc nhiên về điều đó. Phải chiến đấu để phó thác cho Thầy tự đảm trách về con là điều kiện tại thế và luôn luôn phải bắt đầu lại. Chiến đấu nội tâm là tình trạng bình thường cho đến chết. Chiến đấu không làm con suy giảm. Trái lại, đó là dấu chỉ sinh lực ân sủng của Thầy trong con,
nó khuyến khích con cố gắng trỗi dậy để đặt lại trọng tâm nơi thầy và làm con lớn lên trong tình yêu. Nếu thầy giữ cho con những dịp ở khiêm nhường, hãy chấp nhận với lòng biết ơn. Đó là món quà quý nhất thầy có thể tặng con, nhất là nếu nó chua chát, nó chứa đựng biết bao yếu tố siêu nhiên. Nếu con nhìn mọi sự như thầy, con sẽ thích bị loại trừ. Con không thể thấy hiệu quả cho con và cho tha nhân trong việc kết hiệp những nhục nhã của con với khổ nhục của thầy. Vương quyền thầy được mở rộng trong thế giới là tùy thuộc sự diệt trừ tính ích kỷ dưới mọi hình thức, nhất là lòng tự ái. Các môn đệ thầy đã bỏ mất bao thời giờ, lãng phí bao lao nhọc, bao công lao không có ngày mai và trở thành vô ích bởi vì đã bị thối nát từ bên trong do con sâu kiêu ngạo và phô trương. Vậy con hãy giữ mình khỏi tự ái khi lo phần rỗi cho anh em con. Khi cộng tác với thầy, con đừng tìm phô trương, cũng đừng ngắm thành quả tức thời và bên ngoài. Vậy con hãy từ bỏ chính mình, bỏ những quan niệm, cách suy tư, sở thích và tư lợi của con. Sự bất lực của các phương tiện trần thế là một duyên cơ để thầy biểu lộ quyền năng. Thầy làm chủ những gì không thể được. Như vậy con hãy để thầy hoàn tất công việc của thầy trong và qua con. Nhưng đừng quên rằng không phải con mà là chính thầy đã giúp con. Con hãy bình tĩnh. Nếu ước muốn phần rỗi anh em làm con bối rối và mất kiên nhẫn thì nó không phát xuất từ tình yêu thầy đâu. Hãy để thầy thực hiện chương trình của thầy theo ý thầy. Như thế sẽ tốt hơn và hữu hiệu hơn điều con có thể mơ ước. Hãy cho là quan trọng cái thầy là hơn là cái con là. Việc thầy hoàn tất hơn việc con làm, điều thầy chịu hơn điều con chịu. Hãy sống theo kế hoạch thầy hơn nữa. Hãy mưu ích cho công việc của thầy, cầu nguyện và dâng hiến như một phần tử của thầy. Trong mọi hoàn cảnh con hãy tự hỏi, nếu ở địa vị con, thầy sẽ cư xử thế nào? Rồi con hãy làm như vậy. Đó là luật duy nhất và luật tuyệt đối. Hãy sống hiệp thông với thầy hơn nữa. Trong mọi sự, con hãy liên hệ với thầy. Tất cả là hồng ân. Nếu con vào sâu trong thầy, tất cả đều phong phú. Nếu con chuyển trao qua thầy, hãy thực hiện ý định, ước muốn và dự tính của thầy. À, nếu người ta hiểu được, khi chiếm hữu được thầy và tôn trọng thầy, họ có sức mạnh phi thường biết bao. Ước chi họ nhớ tới thầy và cùng cảm nghĩ với thầy hơn nữa. Mong sao họ chia sẻ những ưu tư của thầy. Họ lưu ý hơn nữa để hiểu được điều thầy nghĩ, cảm nghiệm được nỗi khổ và chia sẻ những khát vọng của thầy. Con hãy lưu tâm đến cái liên quan đến thầy, rồi thầy sẽ chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên hệ tới con. À,
ai lưu tâm đến thầy chắc chắn sẽ được thầy lo đến công việc lợi ích của họ hơn chính họ tự lo cho mình. Con hãy luôn sẵn sàng để không từ chối thầy điều gì. Hãy tin thầy, vì thầy sẽ ban ơn để con chấp nhận vui vẻ những điều thầy đề nghị. Con có hiểu rằng để thực hiện công cuộc cứu chuộc cần có sự ưng thuận và đóng góp của con không? Thầy muốn như vậy để con đã chia sẻ những thống khổ của thầy tại thế thì trên trời con tham dự vào vinh quang vĩnh cửu của thầy. Nếu thầy tỏ mình ra với họ trong ánh sáng chói ngời của cuộc hiển dung, sẽ có nguy cơ làm họ mất công phúc của lời đáp trả tự do. Nếu chính những phần tử của thầy qua các chứng tá cho họ thấy thực tại nóng bỏng của tình yêu Thiên Chúa, thì sự tự do của con người không bị xúc phạm. Sự cộng tác đáng công của giáo hội chiến đấu mang lại những thành quả tối đa và ơn hoán cải sẽ tăng gấp bội. Về phương diện thứ hai trong công việc truyền giáo, con cũng đừng quên tất cả những người sống chung quanh con. Vì không được giáo dục liên tục, họ đã không cảm thấy cần đến thầy. Thầy biết rõ là họ có tư tưởng sai lạc về thầy. Chính sự sai lầm đó làm họ xa thầy. Nếu không có người cho họ biết thầy là ai, thì thầy sẽ bị chê bai, kết án vô phương cứu chữa. Qua chứng tá của mình, con hãy cho họ thêm ánh sáng họ đang cần. Nhưng con nên biết rằng chỉ những người đã sống kinh nghiệm cá nhân tình yêu thầy mới tìm được giọng nói thuyết phục và tác động mạnh. Nhờ họ, ngọn lửa thầy mang xuống trần mới đốt cháy thế giới. Cũng có những người vì kiêu ngạo, vì muốn an tâm hoặc không thích đặt những vấn nạn phiền hà đã đẩy thầy qua bên lề và đánh mất thầy. Thật đáng thương, chỉ trong vĩnh cửu họ mới nhận ra. Nhưng than ôi, đã quá trễ. Thế là vĩnh viễn mất thầy. Và tất cả những lỗi ấy là do những người thầy đã chọn để báo động cho họ đã không đáp lại lời mời của thầy. Những người được thầy chỉ định để soi sáng cho họ lại không mang ánh sáng đủ nóng và có sức thấm nhập. Những người có sứ vụ canh phòng chống lại hành động đồi bại của Satan lại mê ngủ. Những người có trách nhiệm chuyển trao sức sống dồi dào của thầy đã chỉ cho đi cách nhỏ giọt. Bao nhiêu tế bào trong nhiệm thể thầy bị bỏ rơi, từ chối không đón nhận sinh khí thầy nữa. Cơn hấp hối của thầy kéo dài đến tận thế. Những người Kitô hữu không có quyền dửng dưng và ngủ say trong thời gian này. Họ phải sống trong tâm thức truyền giáo. Thầy cho họ cộng tác vào ơn cứu chuộc của thầy và coi đó là việc nghiêm túc. Thật đáng tiếc nếu họ không cảm được vinh dự ấy. Việc thiện thầy chờ đợi nơi họ mà họ đã không làm vì thờ ơ nhút nhát hay thiếu tin tưởng, thì cho đến đời đời việc đó vẫn chưa làm. Thật tai hại kinh khủng khi bỏ không làm những điều có lợi cho cả nhân loại. Con hãy hiểu rõ cha và thầy muốn mọi người được cứu rỗi, nhưng chắc chắn
họ chỉ được cứu nếu những người đã trở thành con Thiên Chúa giúp họ mở rộng cửa lòng trước tình yêu bao la của chúng ta. Ngài đã yêu thương che chở
con hằng nhớ công ơn Ngài dày bao, để trót đời con lạ lời loan báo Chúa công minh thật lớn lao. Những việc Ngài nào ai sánh vi được đâu. Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hư hỏng. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin là con đường, xin dẫn con về tới quê an. Về đâu con đi tìm Ngài, đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người,
để con thấy Chúa trong cuộc đời và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hư. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Nguyện xin là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Gian lao con dâng Ngài, bao vất vả nặng trên tâm vai, vì tương lai con miệt mài, chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn du liễu, rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quạnh hiu. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tha hương chim xa bay, lạc giữa trời mọi rơi cánh bay, vì chia ly không sum vầy, để người thân đưa tiễn sâu lấy. Vì chia ly gây u hoài, nên mắt lệ sầu vương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày, như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Thank you.
Dù khi an vui khi buồn, con sẽ hằng cậy trông Chúa thôi. Vì khi chơi với u buồn là niềm vui đang chớm nở tươi, và con đây luôn trung thành dù tất cả thật là mỏng manh. Nhìn xem muôn ơn cha lành, con thấy đời mãi còn màu xanh. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.